Như vậy, theo thông tin chính thức, thì Thượng tọa Thích Trần Quang, trụ trì Thiên Tôn Phật Quang Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị xử lý kỷ luật. Đây là thông báo được đưa ra vào ngày 19 tháng 6 từ Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký. Như vậy, Thiền sư Thích Trần Quang đã thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Lý do trong thời gian vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân cũng như thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Trần Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng, làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Vào ngày 18 tháng 6 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban Hoàng pháp, Pháp chế, Kiểm soát, Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp xem xét sự việc với sự tham dự của Thượng tọa Thích Trần Quang. Sau khi thẩm tra báo cáo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Trần Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Trần Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Trần Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Trần Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Trần Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Trước đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo về các phát ngôn, việc làm và thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trần Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo Giác Ngộ, liên quan tới dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn, việc làm và thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trần Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo việc này. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm thẩm tra, ra soát, xác minh về những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trần Quang bị dư luận phản ánh. Cụ thể là những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội bị dư luận cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy Tam Bảo của Phật giáo. Đa số các ý kiến phản ánh nói về những diễn giải về nhân quả của vị thượng tọa này ở đạo tràng thính pháp khác nhau, thuộc nhiều chủ đề. Trong đó đáng chú ý, Thượng tọa Thích Trần Quang nói rằng: "Cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh." Theo lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Về việc du lịch thì thầy giảng dạy rất hùng hồn rằng: "Lúc còn trẻ mà đam mê đi du lịch nhiều nơi, tới khi về già sẽ bị liệt một chỗ. Đó là nhân quả. Đi du lịch chúng ta hay đi những nơi tu tập tâm linh giác ngộ, để đi làm từ thiện, cúng dường là chính chứ đừng đi chơi, đi ăn hải sản là hết phước liền." Ông còn nói rằng những người hát karaoke nhiều khi còn sống, lúc chết sẽ hóa thành ma câm, ma đói. Một số bài giảng khác đả kích những người trồng cà phê. Mấy người trồng cà phê là bị ma nghiệp rất nặng, bởi vì khi người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ thì sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ ma nghiệp rất nặng. Đó là những lý lẽ thiếu cơ sở khoa học, mang nặng tính chất mê tín, không phù hợp với chiều vận động xã hội ngày nay. Nếu như các Phật tử tin tưởng nghe theo sẽ tạo ra một tư duy rất sai lầm, nguy hiểm, lệch lạc. Chưa hết, Thượng tọa Thích Trần Quang dựa vào uy tín của mình với chúng Phật tử mà liên tục kêu gọi việc giải hạn, cầu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Thiền Tôn Phật Quang cũng thường xuyên tổ chức các khóa tu mùa hè cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là dành cho trẻ em, mang hình thức đội lốt tôn giáo để kinh doanh. Quan điểm của vị hòa thượng này gói gọn trong 3 điều: bán nhà để cúng dường, để dành cúng dường và lấy lương cúng dường.
thậm chí hiến đất và hiến nhà cho chùa cũng là điều nên làm để tích nhiều phước báu. Tất cả những phát ngôn hành động đó đã gây bức xúc trong dư luận, tạo ra hình ảnh xấu cho Phật giáo trong mắt người dân, làm mất niềm tin của mọi người vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên mạng đã xuất hiện một số ý kiến gọi thầy Trần Quang là sàm tăng, ma tăng, ám chỉ những kẻ lợi dụng tôn giáo và đức tin để tìm kiếm lợi ích vật chất. Chưa hết, vào ngày 28 tháng 5 năm 2024, xuất hiện một số hình ảnh video trên mạng xã hội cho thấy thầy Thích Trần Quang đang có mặt ở showroom của hãng xe hơi nổi tiếng Volkswagen ở Sài Gòn. Theo thông tin bài đăng thì thầy đang làm thủ tục để tậu chiếc Volkswagen Valoren trị giá rơi vào khoảng trên dưới 2 tỷ Việt Nam đồng. Đã có rất nhiều ý kiến châm biếm chỉ trích trụ trì Thiền Tôn Phật Quang đã dùng tiền cúng dường từ nhân dân để tự trang bị cho mình. Nó đi trái với tôn chỉ từ thời Đức Phật đã đề ra, sống giản dị, không mang vật chất, tu tâm dưỡng tính. Hiện tại thì nguồn tin này chưa được xác thực. Thượng tọa Thích Trần Quang tên thật là Vương Tấn Việt, sinh năm 1959 tại tỉnh Đắk Lắk. Nhờ cơ duyên với Phật Pháp mà ông xuất gia từ rất sớm, nhưng vẫn sở hữu cho mình những niềm đam mê với âm nhạc. Khi đang làm công tác phụ trách thanh niên tại Đồng Nai, ông viết bảng hợp sướng bài hát Lá Đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp để góp phần chào mừng ngày Quốc Khánh năm 1976. Từ đó, ông đã sáng tác nhiều ca khúc với những chủ đề khác nhau. Trong đó bài ca Vê Sắc Thiêng Liêng đã được phát trong buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008. Đến năm 2013, ông là tác giả của hơn 150 nhạc phẩm, xuất bản 2 tuyển tập nhạc, Bên Kia Sông Mặt Trời 53 bài và Những Điều Thiêng Liêng 50 bài cùng 2 album nhạc. Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục tu sĩ Phật giáo sáng tác nhạc Phật giáo nhiều nhất cho Thượng tọa Thích Trần Quang. Về học thuật, thầy Thích Trần Quang cũng là người có kiến thức rất cao, khi từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam với điểm gần như tuyệt đối. Trước đó cũng liên quan đến các phản ánh về thuyết giảng phản cảm, ngày 6 tháng 6 năm 2024, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo về biện pháp xử lý đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức vì đã có các phát ngôn và thuyết giảng làm suy giảm niềm tin của xã hội với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đã nghiêm cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức, biệt chúng sám tại Tổ đình Hộ Pháp, đồng thời phải sám hối chư Tăng và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban pháp chế, Ban kiểm soát và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm. Hiện tượng các bậc tu sĩ có các buổi thuyết giảng giáo lý đã có từ rất lâu, thậm chí có những người không phải người tu hành cũng cầm micro nói trước chốn đông người về Phật pháp. Trong số đó đã xuất hiện không ít những hiện tượng lợi dụng nhân quả để truyền bá tư tưởng sai lệch. Điển hình như Đại Đức Thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng nói về vong và cúng giải vong. Đây hoàn toàn là những tư tưởng đi trái với giáo lý đạo Phật, khiến cho chúng dân u mê, tạo hậu quả cho xã hội. May mắn rằng ngày nay những thính giả người dùng mạng đã thông minh hơn, tỉnh táo hơn để không bị các tăng vị này dắt mũi. Chúng ta cần cực kỳ cẩn trọng với những luận điệu xuyên tạc này, nhằm tránh ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, hạnh phúc gia đình và ổn định của xã hội.